Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt ở ngay khu công nghiệp Sông Mây ở Trảng Bơm, Đồng Nai để quay một cái lô đất phải nói là rất là khủng nha anh chị. Đó. Đây, trước mặt anh chị chính là khu công nghiệp Sông Mây. Ở đây phải nói là lúc nào cũng tấp nập như vậy. À, anh chị thấy không? Đây là đường vô khu công nghiệp nè anh chị. Còn phía đối diện mình là trại Sông Mây. Đó. Khu này phải nói là rất là tấp nập. Hồi nãy mình đi vào đây là bị kẹt xe luôn á, đông dã man luôn. Hôm nay á, là mình sẽ quay hai lô đất nhưng mà gần nhau. Đó. Mà lô đất là có cái diện tích khủng lắm nha. Và dĩ nhiên á, là cái giá trị của nó cũng lớn. Tại vì thứ nhất là nó lớn, nó rộng. Cái thứ hai nữa là cái vị trí nó rất là đẹp. Nó ngay sát với khu công nghiệp Sông Mây luôn. Tức là đây nè, mình đi hẳn một đường này nè, từ cái đường đây là cái đường tỉnh 767 đi ra ngã ba Tri An anh chị. Từ đây nè mình chạy thẳng khoảng chừng một cây số rưỡi thôi là mình sẽ tới đất mình. Đó, tức là đi ngang băng qua khu công nghiệp này. Đó, băng qua khu công nghiệp này xong mà đi thêm chừng một cây số nữa là mình sẽ tới đất mình. Đó. Thật sự là cái đất này nó giá trị lắm nha anh chị. Chính vì nó giá trị cho nên là mình nói trước là nó sẽ không phù hợp cho những ai mà có tài chính ít. Đó, dành cho những nhà đầu tư mà lớn á. Đó. Thì cái gì về cái giá của mình nói trước nha, cái giá của cái lô đất này á là anh chị nào quan tâm thì mình trực tiếp gọi chủ nha để biết được giá. Đó, chứ ở cái video này mình nói trước là mình chủ không muốn công khai giá, tại vì cái này là họ muốn là thật sự những ai mà thiện chí, những ai mà quan tâm muốn tìm một lô đất mà gần khu công nghiệp, cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 35 cây số thôi. Đó, một cái vị trí cực kỳ tiềm năng thì cứ alo chủ nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ quay, mình sẽ chạy vào đó, chạy vào lô đất mình để quay chi tiết cho anh chị xem nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho anh chị mình xem trên cao đi nha. Toàn cảnh trên cao đây. Từ đất của mình đó anh chị có hai đường vô. Đây một cái đường nè anh chị. Nó nằm sau công ty Phú Mỹ Khang. Đây cái đường này nữa anh chị. Đường này thì mình có được mặt tiền đường này nè, còn đường kia thì tâm thẳng với đất luôn. Còn đường này thì mình được sở hữu là tầm 200m mặt tiền đường này nha anh chị. Đường rất là rộng nha, có cục điện, cục đèn giao thông hết luôn nè. Đó. Đây. Toàn cảnh đất mình đó anh chị, nó gần giáp với cái ao đó. Ở đây tầm thẳng đây cái đường đó. Giáp sát với cái ao luôn. Rồi. Đây. Nói chung là 4 hectare nó rộng lắm anh chị, cho nên mình quay thì mình chỉ nói sơ sơ thôi anh chị, mình trực tiếp tới thì chủ họ sẽ chỉ ra anh rõ ràng nha. Rồi tiếp tục là cũng gần giáp cái ao luôn. Nói chung là hai cái ao này là của đất người ta. Của mình là đất mấy cái chàm đó chị. Phần chàm của mình. Rồi tiếp tục là giáp với công ty này. Công ty này là công ty gì á, mình cũng không biết tên rõ nữa. Đây anh chị thấy không, trước mặt anh chị là khu công nghiệp đó anh chị. Từ đất mình mà đi ra khu công nghiệp đó tính theo đường chim bay là chỉ có 500m thôi, rất là gần, sát bên luôn. Xung quanh là toàn những công ty hết đó, toàn là những công ty với quy mô là hàng cái chục hectare đó. Thì hôm nay là mình có mặt ở ngay xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai. Thì dự định là sau này thì Hố Nai Ba cũng sẽ được sáp nhập vào thành phố Biên Hòa anh chị ha. Nhưng mà hiện tại là nó vẫn địa phận của bên Trảng Bơm. Xung quanh là rất nhiều khu công nghiệp. Thì hôm nay là mình quay tới hai lô đất ha. Lô đất trước mặt anh chị là có tổng diện tích rất là lớn nha. 4 hectare, tức là khoảng 43.000m², 42.000m². Còn phía xa xa kia cũng gần đây thôi, nói chung là mình sẽ quay hai lô cùng một lúc luôn. Thì có một lô cũng có chủ này luôn là hơn 11.000m², tức là khoảng 1 hectare. Đó, thì bên kia nó sẽ rẻ hơn, bên đây thì nó sẽ cao hơn. Thì mình nói rồi ban đầu rồi, cái giá này anh chị mình từng chi tiết từng lô đất anh chị mình trực tiếp gọi chủ để có thể là mình biết cái giá chi tiết nhất nha. Thì hôm nay là mình quay rất là rộng cho nên đó là mình chỉ quay sơ sơ cho chị xem cái vị trí này nọ thôi, chứ còn mà đi hết tranh này nọ thì rất là một cực. Thì để bây giờ là mình sẽ bay lại cam lên trên cao sơ sơ cho anh chị mình xem bao quát đây ha. Đầu tiên là cho anh chị xem miếng 4 hectare phía trước mặt anh chị đó. Đây là cái đường vô chị ha. Đường tức là bỏ cái lô này đi ha, bỏ cái lô này của người ta thì mình vô tới cuối đó đó thì là bao quanh đất mình hết luôn. Là 4 hectare. Đây cái đường từ đường chính đi vào là hướng này đi đà lại khu công nghiệp nè. Xung quanh mình ở đây cũng nhiều công ty lắm nha. Đây là công ty nè. Rồi bên kia cũng công ty.
bên kia là có con đường vô anh chị ha. Lát nữa bay lại cam lên cho chị thấy là bên phía bên hông đất mình cũng có con đường luôn ở bên đó đó. Rồi vì lý do đất này rộng quá cho nên là mình sẽ nhờ anh chủ đất chở xe máy để mà dắt mọi người tham quan khu đất mình ha. Đó thì như anh chị thấy là khu đất này của người ta thì bây giờ cái đường phố đá này nè, cái đường đá này nè, vừa hết đường đá này là đất mình nha anh chị. Đây toàn bộ hiện tại đất mình là nó đang trồng tràm. Bây giờ mình sẽ đi hướng bên tay phải đi, hướng bên tay phải đó. Đây là ranh sát à, ranh sát với bên công ty này. Công ty gì anh? Công ty Phát Hồng Hồng à. Là đất mình á là giáp với công ty này. Ừ. Rồi. Trầm lớn trong á. Giáp với trầm lớn, còn mình trầm mình là trầm nó nhỏ. À. Đây. Mình đang đi trong đất của mình nha anh chị. Rất là rộng. 42.000 mét vuông. Hiện tại là đất mình là theo quy hoạch là đất sản xuất ha anh. Đó. Tức là nếu anh chị mình khách mà mua đất này thì mình có thể là mình thành lập công ty. À, rồi mình ở đây mình cất phòng trọ được, tại em thấy ở ngoài cũng đông công nhân quá trời luôn. À cũng được luôn đúng không? Thật sự là ở đây là rất là đông. Giáp lại bên kia. Giáp với cái chàm con đúng không? Tức là cái bên phía chàm con ha. Cái chàm này là của mình đổ ra. Cái mương này là ranh. Có cái mương ranh giữa đây đúng không? Rồi là giáp bên công ty này. Công ty này công ty gì anh? Công ty Phát Hằng Long á. Phát Hằng Long. Đây. Đây là một cái phía ranh này là giáp với công ty Phát Thăng Long. Phát Hoàng Long. Họ có một cái mương nè anh chị. Ranh mương này. Bên đây có đào lớp 70 nè. Bên đây giống như nguyên trang trại của công ty này ta. Rồi, tiếp tục mình đi tiếp bên đây. Đất này rộng quá nên phải tranh thủ đi chứ. Ý là từ cái cây bê tông chạm ở đó chạy dài cái mưa nãy rồi đòi tới cái nhà này của đất mình hả anh? Cái nhà bên kia của người ta. Nhà của người ta cái mương bê tông này đó. Cái cọc bê tông này nè đó. Đâu đất rất là rộng anh chị. Có cọc bê tông nè, tức là mình có mấy cái ranh là mình cọc cái màu bê tông mà đúng không? Đó. Thẳng lại bên kia. Tức là phía nhà này là của ta, còn bên đây của mình nè. Đây cầu bê tông nè anh chị, anh thấy chị thấy không? Cầu bê tông nè, nó chạy dài thẳng xuống dưới luôn. Nói chung là ranh giới cũng khá rõ ràng nha. Đây mương này ở giáp với công ty Phát Hoàng Long hồi nãy anh chị. Tới nãy mình đứng bên kia mình quay, giờ mình chạy xuống cái gần cuối đất nè. Mình quay phía giáp công ty đó. Đây mình đang chạy bên phía tây tay trái đất mình anh chị. Thì anh chị nhìn trên live cam anh chị thấy là có cái ao bên phía này nè. Thì tức là cái ao của người ta thì đất mình nó giáp với cái đây. Trên cao á. Mình trên cao còn dưới họ dưới thấp, tức là cái ranh của mình nó sát bên với cái ao này. Rồi bây giờ mình chạy qua bên kia có con đường cặp thông anh chị. Con đường cặp thông mình là nó có cái cục điện nè. Có điện ba pha đó. Tức là bên đường cặp thông nó có điện ba pha luôn. Tại vì đây là nó nhiều khu công ty khu nghiệp cho nên là điện ba pha là bắt buộc phải có rồi. Đó, như chưa hạ bình ba pha công ty Khang đó. Công ty Khang hả? Đây. Thì giờ mình chạy ra tới gần ranh đất mình nữa nè. Anh thì thấy không, có con đường nhựa nè. Không, là đường này cũng có đá luôn. Đá mi. Mình cái ranh hàng rào á, một kiện đó. Đây ranh hàng rào. Okay. Tức là từ cái ao đó. Cái ao hồi nãy đó. Thì thẳng ở đây có cái gai nè anh chị, cọc nè. Ra tới đây, ra tới đường này. Đường này được cặp thông đất mình anh chị. Vô đó có những khu công ty nữa nè. Chạy dài lên đó luôn chị. Chạy dài gần giáp với công ty phía trên nữa. Đây điện ba pha nè anh chị ha. Cái đường cặp thông mình là có điện ba pha nè. Đây chúc mừng anh chị mình là toàn bộ đất mình nè. Tức là hồi nãy mình đầu tiên mình quay là có một cái đường đi thẳng đâm thẳng vô đất đúng không? Thì bây giờ là cái đường này cũng là cái đường của mình. Tức là cái đường này đã đi ngang đất mình nè anh chị. Cặp thông đất mình nè. Tính ra là đất bên kia mình không có mặt tiền,
tức là chỉ có con đường nằm thẳng vô thôi. Còn bên đây là mình mặt tiền nè, tức là mình được hả, cái đường này chắc mình cũng được chắc được cái mấy trăm mấy mặt tiền á. Đó là chạy dài tút cho đó đó. Đó, đây bây giờ mình chạy lên cho chị xem luôn trên đó nha. Công gì thoải mái. Đây mình đang đi trên cái đường Cập Hồng đất mình nha anh chị. Rất là dài nha, nãy giờ mình đi chưa được hả, ấy là hơn nửa đoạn đường rồi đó. Rồi, đụng tới cái tới đây đó. Ủa. Tới đây đúng không? Rồi, tới đây, đây. Ok. Đây. Cái rành nè anh chị. Thì đó. Phía bên kia cái xe hơi mình đậu đó là chỉ có cái đường đá mi cho chẳng vô đó, rồi vô đó đất mình. Rồi chạy ngang thẳng qua đây ha, ngang qua đây. À, tức là cái miếng đất trống này nè. Của công ty của hình như của công ty này luôn đúng không anh? Đúng rồi. Đó, thì đất không phải của mình. Thì đây, tức là từ đây chạy dài đủ dài xuống dưới là của mình. Thì bên đây là mình sở hữu được cái mặt tiền đường này á, là hình như là đâu đó là khoảng chắc 200m á. Đó, dạ. 200m. Dạ, hẳn xuống dưới. Đó, đây. 4 hectare ha. 4 hectare. Đó. Rồi, bây giờ trong video giới hạn thì mình cũng tranh thủ mình quay luôn cái miếng 1 hectare ở gần đây luôn nha. Đó, thì miếng này thì nó giá nó mềm hơn nhiều. Tại vì miếng đó thì nó không có đẹp, ý là nó không có đặt vị trí đẹp như cái miếng này. Thì mình sẽ chạy ra đường này là chạy cho chị ha. Thì cái đường này sẽ ra đến cái miếng 1 hectare nè. Thì đây là đường đi ra đường chính luôn nha anh chị. Hướng này là hướng ra lại khu quốc lộ 1A nè, công nghiệp nè. Ở đây thì chạy chừng hơn 1 cây số là mình sẽ ra tới quốc lộ 1A, là cái ngã ba Trị An đó anh chị. Đồng thời là ra luôn khu công nghiệp Sông Mây luôn. Rất là đông. Ở đây là cái công ty này nằm trước đất mình nè. Phát gì á? Phú Mỹ Khang đây. Đi xe máy vô luôn hay là đi xe hơi? Đây rồi. Đây là anh chị ha. Đó, tức là ở ngoài đường chính nè, ở ngoài đường chính mình chạy vô thì mình có 2 đường vô. Một đường này ha, một đường này đi vô đất mình, còn không thì còn chạy ngay đó kia nằm tâm Cập Hồng đất mình luôn. Nó có 2 đường đi. Là bây giờ là mình sẽ chạy ra ngoài miếng 1 hectare là đi cái hướng ra ngoài ha, mình cho anh chị xem miếng đó luôn. Rồi thì mình đang ở cái miếng 1 hectare nè anh chị. Nếu mà đến theo đường chim bay đó anh chị thì cách cái miếng hồi nãy 4 hectare mình quay á, nó chắc chừng mấy trăm mét thôi. Đó, phía bên kia kìa. Nhưng mà tại vì phải đi vòng, trên đi vòng thì nó mất vài cây số. Đó, đi vòng vòng này. Đó. Thì cái miếng 1 hectare này nè là nó sở hữu cái mặt tiền đường này nè, cái đường này là mang tên là đường Thanh Bình anh chị. Đường này rộng đó nha. Đường này hiện tại là nó được phối đá thôi nhưng mà đường này rất là rộng. Đường này là xe tải đi là thường xuyên nè. Thì cái miếng 1 hectare này nó sở hữu là được hơn 70 mét mặt tiền đường này. Đây, cái ranh từ đây nè anh chị, từ cái cây cái tràm này nè. Đó, từ hàng cây tràm lớn này nè. Và chạy dài hết tới những cái tràm kia hay gì á là được hơn 70 mét mặt tiền đường này. Vuông luôn nha, cái sổ này nè, cái sổ rất là vuông nha. Cái sổ này hai cạnh nó thẳng băng luôn, chỉ có cái đít là nó hơi xấu xíu thôi nhưng mà nó vuông y như đất nền vậy á, nhưng mà tới 1 hectare lận. Miếng này thì giá mềm hơn nè. Đó. Còn mềm hơn như thế nào thì anh chị mình cứ trực tiếp gọi chủ nha. Nói chung là anh chị là thiện chí hả, quan tâm mà muốn tìm một cái những cái lô đất mà cái diện tích lớn hả, ở khu vực gần khu công nghiệp mà ở thuộc Trảng Bom á, thì mình thấy miếng này rất là ok. Đó. Bây giờ mình chỉ bàn về giá thôi chứ vị trí đẹp rồi. Đó. Đường miếng nào đường xá cũng ngon lành hết mà vị trí miếng nào cũng gần khu công nghiệp. Thực ra miếng này cũng gần khu công nghiệp luôn anh chị. Đó, vị trí cũng không phải là dở hơn miếng kia nhiều đâu. Chẳng qua nó hơi xa chút xíu xíu thôi. Nên giá nó mềm hơn thôi chứ còn miếng này vị trí đẹp. Đó. Đường xá ngon lành chị thấy không? Đường này là điện 3 pha nè chị thấy không? Đó. Đường này mình đoán vài bữa nữa chắc cũng phải đổ nhựa thôi, đường thông mà, đường này có tên đàng hoàng. Đường Thanh Bình. Phía đối diện mình là giống trang trại vậy ta. À, trang trại nuôi dê nhìn cũng ok chứ ha. Chỗ này mà anh chị mình thích về đây mình làm trang trại nhà vườn cũng được chứ bộ. Mà vị trí rất là đẹp. Rồi, thì anh chị mình đã nhìn sơ sơ qua rồi ha, cái miếng. Bên đây này đúng không anh? Rồi thẳng vô. Chung là hai cạnh đều thẳng nha anh chị, lát nữa mình giờ cho chị xem sổ sau. Đó, thì nãy giờ mình cho chị xem miếng 4 hectare bên kia rồi, 4 hectare bên kia rồi, còn hôm nay miếng 1 hectare. Đó, thì nói chung là đất rất là lớn cho nên là mình không có thể nào mình quay chi tiết ranh giới cho anh chị xem được. Đó, cái gì anh chị mình cứ trực tiếp tới đây thì anh chủ đất anh sẽ dẫn mọi người xem chi tiết cái ranh ha.
À, rồi thì bây giờ là mình sẽ dẫn mọi người tham quan ra ngoài đường cho chị mình thấy đây nó sầm uất tấp nập như thế nào ha. Mình ra tới cái đường mà cái đường chính mà chuẩn bị ra ngã ba Chí An đó anh chị, là hai bên là chợ Búa, là nhìn nó sang sát, nhìn nó đông đúc đông nghẹt luôn á. Ở đây nhìn vắng vậy chứ chỉ cần ra khoảng chừng một cây số thôi là anh chị thấy nó khác liền à. Đây mình sẽ dẫn mọi người tham quan ha. Thì từ đất của mình á mà chạy ra tới khu nghiệp á là chưa đầy một cây số nha anh chị. Đó. Dọc tuyến đường á là nó sẽ có những nhiều công ty lắm. À, rồi trước mặt anh chị là cái đường đi vô khu nghiệp nè anh chị, nó có một cái bari nè, bari bắp bảo vệ nè. À, từ đất mình á là chạy tới đây là khoảng tầm gần cây số. Đó, rồi. Trước mặt anh chị là cổng khu nghiệp, ý là cái nhánh này, nhánh chạy cổng sau thôi. Đó. Vô khu nghiệp Sông Mây nè anh chị. Rất là gần khu nghiệp anh chị ha. Hồi nãy mình lúc mà mình từ ở quốc lộ 1A mình đi vô đây để mà quay đất này á thì phải kẹt xe cả 15 phút á. Nó đông tại lúc đó là công nhân tan tầm đó anh chị. À. Còn bây giờ thì nó đã công nhân họ đã hình như là đã giải tỏa ra hết rồi thì nhìn nó thông thoáng rồi. Bây giờ mình đi thẳng luôn ha, đi thẳng luôn khoảng tầm vài trăm mét, hình như là 500 mét nữa hay gì đó là mình sẽ ra tới đường tỉnh 767. À, là ra cái đường đó là cái ra để mà mình tâm thẳng ra ngoài ngã ba Chí An đó anh chị, quốc lộ 1A. Rồi, thật ra là chỉ chừng cũng chưa đầy 500 mét đâu là mình đã ra tới trước mặt anh chị chính là đường tỉnh 767 nha anh chị. Mình quay phải đi thêm tầm 500 mét nữa là mình sẽ tới quốc lộ 1A ngay ba Chí An. Đó, trước mặt anh chị là chợ Sông Mây nha anh chị. Tức là từ cái đất mình đi qua cái bari đó đi thẳng một nước luôn là sẽ gặp ngay cái cổng chợ Sông Mây nè. Đó. Còn nếu mình lấy trái đó anh chị là mình sẽ đi hướng về hồ Chí An, hướng đi về Vĩnh Cửu. Đó, còn quay phải thì mình nói rồi, đi về hướng hướng ngã ba Chí An. Ở đây thì có sắp tới là sẽ có nhiều cái đường tỉnh anh chị ha, cái đường vành đai Biên Hòa và đường vành đai 4. Nói chung là rất là nhiều tiềm năng và đặc biệt là anh chị thấy không, khu công nghiệp rất là đông. Đây anh chị ha, con đường này là con đường đi ra thẳng ngã ba Chí An. Đó. Anh chị thấy ha, bây giờ là ở đây thì rất là đông công nhân ha. Tức là bây giờ chạy ra khoảng chừng 500 m là mình sẽ ra tới quốc lộ 1A thì ngay đó có cái chợ nó đông nghẹt luôn. Cái giấc mà tầm 4-5 giờ chiều như thế này là công nhân đi phải nói là nhìn kẹt xe luôn, phải có công an giao thông dẹp đường á. Trước mà anh chị chính là ngã ba Chí An. Mình đã ra tới đây rồi, điểm mình ra tới đây là cũng hơn 6 giờ rồi. Lúc mình vô đây là mình cũng kẹt xe chậm chậm mới vô được đây á, chỉ là mình bị kẹt ở ngay cái đoạn vô khu nghiệp đó anh chị. Đó, ở đây thì anh chị thấy rồi, nó đông dã man luôn. Lúc này là đã hả, công nhân đã về như vậy hết rồi hay gì nè. Đó, cho nên là nó đỡ nè. Chứ hồi nãy mình lúc có tầm mà 4 giờ rưỡi gần 5 giờ mình chạy vô đây á, nó đông dã man luôn. Đây mình đang đi cái quẹo phải là mình sẽ hướng về Biên Hòa đó anh chị, hướng về Biên Hòa, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà mình hồi nãy rẽ trái á là mình sẽ đi hướng về Dầu Giây, Long Khánh nha anh chị. Đó. Ở đây thì nó gần giáp ranh với lại thành phố Biên Hòa rồi, thì như mình nói vậy đó. Cái này thì tương lai thì cái khu đất của mình nó cũng sẽ được sáp nhập á, cái khu này, cái xã Hồ Nai Ba nó cũng sẽ được sáp nhập với lại với Biên Hòa. Tại vì Biên Hòa là có một cái phường Hồ Nai rồi, còn này là Hồ Nai Ba của bên Trảng Bom. Rồi thì lát nữa mình về cho anh chị xem sổ và cái vị trí trên Google Maps sau nha. Thì đầu tiên là mình sẽ cho anh chị mình xem cái sổ của cái miếng 4x2. Thì cái miếng 4x2 này đó anh chị, hiện tại là đã ra sổ được khoảng 3 hết rồi, còn lại 1x2 là cũng chuẩn bị ra sổ rồi nha anh chị ha. Đó, thì đây bây giờ cho chị cái sổ đầu tiên nè. Cái sổ đầu tiên đây ha, địa chỉ số tạo thửa nè. Đó. Đây. Anh chủ chụp 2M. Địa chỉ là xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì cái sổ này là có diện tích là 19.978 m2. Đó, toàn bộ đó trồng cây lâu năm. Đây là hình dáng của lô này.
Rồi tiếp theo là cái sổ thứ hai là 10.045 m², cũng toàn bộ để trồng cây luôn. Đó, đây. Rồi cái tiếp theo là đây. Thì được ra được hai sổ, chị hai tức là ra được 3 hết rồi. Còn lại là còn hai sổ nữa là chuẩn bị ra nè anh chị, đã có đo đạc hết rồi nè. À, bản vẽ có đầy đủ hết rồi. Đây, một cái nè. Đó, hai cái. Còn lại là khoảng 1 hết 2 là chuẩn bị ra sổ nha anh chị. Và tiếp theo là mình cho anh chị mình xem sổ của cái miếng mà 1 hết 1 mà gần đó nha. Đó, thì cái miếng này mình quay sau đó đó, mình có quay đó. Thì địa chỉ đây cũng sở hữu đây ba luôn. Thì diện tích đó là 11.335 m², cũng toàn bộ để trồng cây lâu năm nha anh chị. Đây. Ở đây mình nói là cái giá đất này nó vuông lắm nha, tức là chỉ có cái đít của nó là nó hơi quằn quèo thôi, còn lại là hai cạnh này vuông nè, nhìn như đất nền luôn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung nha. Đây, đây là toàn bộ nguyên khu đất 4 hectare đó của mình đây, 4 hectare nè anh chị. Một mặt tiền, tức là mặt tiền đường nè, giáp mặt tiền đường bên hông nè, đó là cũng được khoảng 200 m nè, với một cái đường vô nè, đường chỉ hẳn vô nè, tức là nằm đằng sau công ty Phú Mỹ Khang nha anh chị. Đó, nằm đằng sau công ty Phú Mỹ Khang anh chị mình, nếu mà biết sử dụng bản đồ Google Maps á, mình cứ gõ công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Khang thì công ty này là nằm ngay đất mình luôn, ở đất mình sát bên luôn ha. Đó nè, gần hai cái ao nè, hai cái ao đất của người ta. Đó thì kể ra lô đất này đó anh chị, nó nằm sát mí với lại khu nghiệp luôn anh chị, anh thì thấy không, nếu mình tính theo đường chim bay tức là qua vài lô đất nữa là sẽ tới khu nghiệp nè. Đó, nó cách theo đường chim bay á, cách khu nghiệp chỉ khoảng tầm 500 m thôi nha. Nè, khu nghiệp Sông Mai nè anh chị. Rồi cái lô mà 1 hectare anh chị là nó nằm trên đường này nè, ở đường Thanh Bình nè anh chị, nằm đâu khúc này nè, tức là tới theo đường chim bay thì nó cũng cách cái đất 4 hectare khoảng tầm 1 cây số thôi. Đó, nhưng mà đi hơi lòng vòng thì cho 2-3 cây số đi. À, ra đây lòng vòng nè. Đó. Rồi, đó thì là hai lô đất anh chị ha, một lô 4 hectare và một lô là 1 hectare gần nhau và giá khác nhau. Đó. Thì từ hai lô đất này anh chị thì đi ra cái đường này, trục đường chính nè. Đó, xong mình đi ra có cái cổng bảo vệ nè. Đó, xong mình đi thẳng luôn ha, đi thẳng vô luôn. Đó, đi thẳng vô đi xuyên qua khu nghiệp luôn ha. Đó là đi vừa hết khu nghiệp là mình sẽ gặp đường tỉnh 767 nè anh chị. Đó. Là vừa ra đường tỉnh 767 là đối diện là cái chợ nè anh chị. Cái chợ này chợ Sông Mây nè. Đó, chợ Sông Mây là chợ dành cho công nhân đó anh chị. Đó. Sau đó là cái mình rẽ phải ha, mình rẽ phải hay cái đường 767 nè. Đi tầm tầm 500 m cây số nữa thôi là mình sẽ ra tới quốc lộ 1A. Đây chính là ngã ba Tri An nha anh chị. Ngã ba Tri An nè. Thì ở ngoài cái Ba Tri An này là có cái chợ nữa, chợ này đông lắm, chợ này còn đông lớn hơn chợ Sông Mây nữa. Cái chợ này gọi là chợ An Chu ha, chợ An Chu là nằm ngang cái Ba Tri An luôn. Đó, anh chị mình đi chỗ này là cái giấc mà tan tầm á là nó kẹt xe cứ ngắt luôn, là phải có công an giao thông là gọi là phân luồn á. Rồi thì ra tới đây thì khỏi nói rồi ha, ra đây thì trung tâm rồi, thì ở đây thì có rất là nhiều trường nè, trường tức là khu công nghiệp nè, rồi trường cao đẳng nè, rồi trường cấp 3 nè, nói chung là đầy đủ hết. Ở đây nó giáp ranh với lại thành phố Biên Hòa, thì cũng thì mình nói rồi, tương lai thì nó có thể là sẽ sáp nhập vô luôn thành phố Biên Hòa luôn nha anh chị. Nè, ở biên thành phố Biên Hòa nè anh chị. Đó, thì mình giáp ranh với lại thành phố Biên Hòa luôn. Đó. Đây, gần thị trấn Trảng Bơm nè, rồi gần Dầu Dây luôn. Đây, Dầu Dây nè. Sau này là Dầu Dây nè, có rất là nhiều tuyến cao tốc đi ngang qua đây nè. Đó. Rồi bên hông mình là những cái đường vành đai này nọ cũng rất là lớn nha. Thì nói chung là mình thấy là cái lô đất này nó rất là nhiều cái tiềm năng. Thì anh chị mình có thể là mình cứ tham khảo thêm, mình là mình biết là cái tiềm năng của cái khu gần khu Sông Mây này như thế nào rồi. Đó, thì nói chung là mình chỉ nói sơ qua về cái vị trí vậy thôi. Anh chị mình quan tâm trực tiếp thì cứ gọi điện cho chủ, cũng như là mình muốn biết giá thì cứ gọi điện chủ nha. Đó, tại vì mình nói rồi, dĩ nhiên là đất đã rộng đã to rồi mà ở vị trí đặc địa như thế này thì cái giá thì sẽ không hề mà rẻ bèo được, cho nên là anh chị mình thật sự đồng quan tâm và có tài chính á thì cứ điện cho chủ nha. Đó, rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Anh chị nào mình quan tâm thì gọi điện cho chủ, còn những anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán đất giống như clip này á thì coi alo mình.
mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Đó, rồi chào anh chị.